Nay hết mặc áo cũ trắng rồi. Ê quá, đi làm đâu có được đâu. Ước gì để lắc tài trợ cho mình cái áo. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cũ Trắng. Mình là Trắng, host của kênh. Ok, thì chắc là video này sẽ post khá là trễ, cũng như là gần cả tuần lễ hơn rồi mình mới làm video. Tại vì cơ bản mình bận. Nói thẳng ra sau dịch thì mình bận chạy job, với lại nhà mình có nhiều việc. Như hôm bữa mình có chia sẻ trong cái video mà nhà mình có chuyện vui, thì các bạn có thể click vào cái link trên này, ở trên này nè, để xem lại ha. Hay là bên này ta, đại loại đâu đó trên khúc này á, để xem lại là chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản vậy thôi. Còn hôm nay thì trời khá là nóng nực, hình như là mấy bữa nay luôn trời hơi bị nực, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kiếm cái gì đó mình đi ra bên ngoài quay. Cái gì thì mình chưa biết. Đâu anh? Bay. Vậy mới 8 giờ sáng mà bay gì cha, 8 giờ tối mới bay được. Ủa, với tao thì tao không phải bay cái đó, giờ nào tao bay cũng được hết á. Vậy hả? Dẫn em đi bay với. Đi. Rồi ok. Phải nói là từ cái lúc mà Hân Bảo Lộc mà mình cho các bạn coi một cái video mà mình làm click effect á, thì tới bây giờ mình mới nói ra lại. Tại vì như các bạn biết là 4 tháng dịch vừa qua mình bay không có được, và thậm chí nhà mình nó cũng gần sân bay. Cho nên á, cái vấn đề là khi mà nhà gần sân bay á, con này không cho bay, bị định vị GPS của nó, hình như là GPS nó không cho mình cất cánh vì gần sân bay quá, với lại có một cái gọi là nhà thờ tôn giáo gần đó nên không bay được. Thì hôm nay mình quyết định là rủ anh em mình đi bay chung, mà không biết bay cái gì tại lâu quá rồi không có bay, mà để coi làm sao ha. Thế thì trước giờ mình chưa có nói là mình xài con Lycam gì hay là con drone gì, thì đây là con Mavic 2 Pro thì lens Hasselblad đây ha. Thì cái case mình đi cũng rất là gọn nhẹ, đây một cục pin và thêm một cục pin trên đây. Thì có cái remote này, không phải là cái smart remote, thì nó không phải là smart remote tại vì một cái smart remote controller cái gì đó đó 14 triệu lận, mà bỏ 14 triệu ra mình thấy hơi phí, mặc dù tiện đi nên là gắn vào điện thoại. Và mình cũng có mang thêm mấy cái ND nữa. Vậy thôi, đơn giản. Mà nói chung là hôm nay mình chẳng biết mình sẽ làm cái gì, nhưng mà đẹp thì chắc không đẹp đâu. À, hôm nay là biến quá với lại còn xịn sau giờ đám cưới hôm bữa. Nói chung là hết sức. Thử ha, đi máy chạy lâu lắm rồi không có cho nó bay, nên giờ mình cũng lộn xộn lắm chứ không có. Giờ mà các bạn nói tôi quay xấu đẹp tôi cũng bó tay các bạn ơi. Giờ tôi chỉ lấy hết sức có thể thôi. Mà con đường này đẹp quá. Xin lỗi tôi không gắn ND filter lên nha, tại tôi lười. Đây là cái mood quay đéo có ý đồ nè các bạn. Tôi lộn quên, đây là cái mood quay không có ý đồ nè các bạn. Như là mình cũng thử quay đi lóc luôn, tại vì xưa giờ quay để standard thôi, quên mất mấy con này nó có lóc, cho nên là sau đợt này về thì kéo màu lại sau rồi tính tiếp. Sẽ có người ghét có người thích, nhưng mà cái điều mà có lẽ mình ghét nhất ở con Mavic Pro này là về cái pin. Thì một cục pin á, mà sạc đầy á, khi mà cho cất cánh lên và quay ở một cái điều kiện nắng như ngày hôm nay á, thì nó cho mình tối đa mình quay. Còn những cái điều kiện mát mẻ hơn như đi Bảo Lộc, Đà Lạt được rồi mình làm thì mình không đề cập tới. Nhưng mà đa phần mình thấy thời gian dao động của một cục pin hết sẽ là 15 tới 20 phút, là bao gồm cả bay lên xa 12 cây số hay gì đó, và thậm chí quay ở 4K 30 frame. Thì cái đó là cái điểm mình ghét ở con này. Và thêm một cái nữa là nó hơi bị cồng kềnh. Còn mình thích những con mà nó nhỏ gọn hơn. Ví dụ như con Spark hay là con Mini mới ra, mình không có tiền mà con này vẫn đang xài được thì xài thôi, đơn giản. Thì sau gần một tiếng thì
mình thấy nó nóng quá. Thì nói chung là cũng được, thì lát nữa mình sẽ chạy những cái hình ảnh hay là những cái video mình quay cho mọi xem. Nếu đã xem đến đây mà các bạn nghĩ là mình sẽ review về con Flycam hay là con drone Mavic 2 Pro này thì xin lỗi với các bạn, đó là mình sẽ không làm review nữa, cũng như là mình sẽ không làm bất kỳ video hướng dẫn nào nữa hết. Ha, tại vì cơ bản khi một video mình làm lên xong, mình muốn chia sẻ những cái mình hiểu được và những cái mình tâm đắc, hoặc là những cái nằm trong tầm tay kiến thức của mình cho các bạn biết, mà nhiều bạn lên xem hay thậm chí nhiều bạn anti ra mặt luôn á, các bạn đớp chát ghê quá đi. Cho nên thôi mình quyết định mình không làm nữa. Tại sao làm mà bị gạch đá nhiều quá thì mình tiếp tục để làm cái gì? Ok, bây giờ mình chấp nhận là mình dốt, mình dở, mình không làm những video hướng dẫn nữa, và mình biết chắc luôn trình độ mình cũng không thể nào hướng dẫn các bạn được. Tại vì sẽ có một video mình nói về vấn đề này sau, và mình chắc chắn luôn tiêu đề của video đó sẽ tên là trên mạng xã hội ai cũng là chuyên gia hết. Đơn giản vậy thôi. Đó thì video này sẽ không có review cũng như không có nói năng gì hết. Mình sẽ nói về những cái mình thích và những cái mình không thích ở con Mavic 2 Pro, và cái việc mình không sử dụng con Mavic 2 Pro này để quay, cũng có gọi là dùng để quay đó, nhưng mà mình còn chụp với con Mavic 2 Pro này nữa. Thì đầu tiên đó là những cái điểm mình thích. Ok, thì con Mavic 2 Pro này nói về cấu tạo của nó hay thậm chí cái build bên ngoài á, phải nói là rất là chắc chắn, có thể nói là nồi đồng cối đá đó. Và khi mà bạn nhét vô ba lô á, thì cái cảm giác cầm lên hay là bỏ vào ba lô nó cũng nặng, nó đầm. Thì mình nghĩ nếu mà với cái cân nặng này á, bay trên không trung thì ok, có thể là nó đầm thật. Nhiều bạn nói là drone hay flycam càng nặng bay trên không trung càng khó chịu vất vả, thì kể các bạn, đó là cái quan điểm của mình. Với con này thì mình thích cái cân nặng của nó, và cái bỏ vô ba lô của nó thì nó cũng không quá cồng kềnh là bao nhiêu hết. Tại vì mình có một cái case riêng cho con Mavic 2 Pro và những con drone khác nếu mà mình có mua. Còn ba lô camera thì mình cũng có một ba lô khác luôn. Tại vì mình không phải là một travel filmmaker hoặc là một travel vlogger là phải di chuyển liên tục hay là đi du lịch khắp mọi miền tổ quốc. Không phải, mình không phải làm những video nói về cái việc đó. Mình đi job là chủ yếu mà. Cho nên là với mình thì ba lô nhiều cũng không thành vấn đề, hay là ba lô có nặng cũng không thành vấn đề, tại mình quen rồi. Ngày xưa làm phụ máy cầm những cái vali còn nặng gấp mấy lần vậy nữa, nên không sao ha. Ok, thì tiếp theo là cái chất lượng video của con Mavic 2 Pro này cho ra khá là ấn tượng. Chỉ trừ cái việc đó là khi mình chuyển qua quay ở D-Log á, thì cái định dạng cái codec của nó ra là H265. Thì Premiere bản mình đang xài là bản 2018. Chưa đọc được cái codec H265 này, thì có lẽ là những cái Premiere 2019, 2020, 2021 là đọc được rồi. Chỉ cần import file vô là đọc, không cần phải trên code chuyển đuôi đổi nguồn gì hết. Và cũng không cần phải dùng một cái app nào bên thứ ba để mà đổi đuôi cho nó hết. Xả dáng 264 nữa nha. Thì tại vì mình xài bản 2018, mình không muốn lên bản 2019, 2020, 2021. Tại vì mình đã thử rồi, mình thấy những bản nó thực sự không có ngon đối với mình. Còn với mình hiện tại thì bản 2018 xài là ok. Cho nên là cũng vì cái việc mà mình dùng bản 2018 đó, thì khi mà chuyển quay D-Log á, mình phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để mà đổi đuôi đổi nguồn. Quay standard con này được không thì có thể nói là ok được. Nếu mà các bạn lên xem kinh hứng á, thì trong cái video mà tụi mình đi An Giang mà quay về cái đất của mình Tari về tung lò mò á, thì tất cả những cái footage trong đó đều được quay bằng con Mavic 2 Pro này ở standard hết, chứ không phải ở D-Log. Các bạn có thể xem lại ha. Thì khi mà chuyển quay D-Log trên con này á, thì mình thấy khả năng kéo màu trên footage của nó khá là ổn. Dừng lại mức ổn thôi nha. Thì không biết có bằng con Mavic 3 Cine mà DJI đã ra mắt rồi hay không. Mình chưa được cầm trên tay, mình cũng không có tiền để mua. Cho nên là khi nào mình mượn được hay là mình thuê được á, mà có ai cho thuê á, thì mình sẽ kiểm tra cái chất lượng nó sau. Còn tạm thời thì với con Mavic 2 Pro này, mình thấy chất lượng footage ra khá là ổn. Ok, thì đó là những cái mình thích trên con Mavic 2 Pro này. Còn những cái mình không thích ở đây là cái gì? Thì thứ nhất là cái việc mà thay ND filter vào cái lens HC Plus của con này á. Đây nè. Thì cái việc mà thay ND filter vào con lens này với mình nó khá là vất vả. Mình không biết là các bạn ở ngoài xài các bạn thay có dễ không, nhưng mà với mình thì mình thấy khá là cứng, cũng như là hơi bị cồng kềnh mỗi lúc thay. Tại vì cái gimbal nó lỏng sao á. Chắc có thể là do mình. Và cái điểm thứ hai mình không thích trên con này đó là cái thời lượng pin. Mặc dù pin cũng khá là to ha, nhưng mà cái thời gian bay trên không của nó chỉ được 15 phút tối đa,
Theo như mình từng tính được là như vậy. Không phải trong điều kiện lý tưởng, còn trong điều kiện lý tưởng ví dụ như trời mát mẻ hay như thế nào đó đó, có thể thời gian có lâu hơn. Nhưng mà với mình thì cái khí hậu ở Việt Nam nó cũng hơi nóng, và bay thì mình cũng chú ý mình bay ngoài trời nắng nhiều. Cho nên mình nghĩ nó cũng là một trong những cái yếu tố ngoại lai tác động để mà pin nó mau hết. Thì một lần mình sạc đầy pin 100%, mình cho cất cánh, mình bay thì tối đa 15 phút là hết một cục. Có thể là do cái nhiệt độ cao quá, hoặc là mình bay sai cách chẳng hạn vậy, mình không biết. Mà với mình thì mình không thích ở cái thời lượng pin của con này. Còn con Mavic 3 Cine á, mình mới xem á, thì mình nghe nói là cái thời lượng pin trâu hơn. Và nếu như bạn quay mà bạn không có ý đồ ngay từ đầu, nhiều khi bạn cất cánh lên bạn biết bạn muốn quay cái gì, thì mình nghĩ con Mavic 3 Cine sẽ rất phù hợp với các bạn bay lên tìm kiếm cái gì đó rồi lúc đó mới bấm quay. Còn với những con như Mavic 2 Pro như vậy á, thì trước khi cất cánh bay á, là mình đã phải tưởng tượng ra cái địa hình, gọi là dựng một cái map trong đầu á, trước á, mình cần bay cái gì thì cũng phải xác định trước luôn là cần lấy cái nào và không cần lấy cái nào, để khi bay lên á chỉ có 15 phút tối đa thôi mà, thì làm sao mà nhanh gọn hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất có thể là ok. Đó là với con Mavic 2 Pro này ha. Rồi còn lại cái điểm cuối cùng mình không thích ở con này, đó là về cái remote của nó. Enterprise mình cũng xài rồi nhưng mà nó không phải của mình, và nó xài cái Smart Remote Controller thì nó to thật nhưng mà nó tiện thật. Còn những con như vậy á, mà bạn mua cái bản thường á, bạn không mua cái Smart Remote Controller 14 triệu đó, như hồi nãy mình có nói, thì cái việc mà kết nối với điện thoại hay thế này thế kia nó hơi bị phiền, là tại vì điện thoại nó mau nóng. Mà thậm chí cái Smart Remote Controller đó, cái đầu dây đi vô á, mỗi lần mình muốn bỏ cái điện thoại vô để mà kết nối với lại cái remote á, mình phải tháo cái ốp ra thì mới đủ cái diện tích, đủ không gian để mà gắn cọng dây vô. Chứ còn nếu mình gắn ốp vô thì nó bị, gọi là sao ta, cái đầu dây nó hơi bị căng hai đầu á, gắn vô khá là vất vả. Với lại cái kết nối của nó qua điện thoại mình thấy cũng không có ngon, hơi bị mất thời gian để mà setup. Đó, thì đó là những cái điểm mình thích cũng như là những điểm mình không thích trên con Mavic 2 Pro này. Ok, và cái điểm cuối cùng mà mình muốn nói tới trong video cũng như là cái tiêu đề video luôn đó. Thực ra thì mình không dùng con Mavic 2 Pro này hoặc là những con drone khác để bay nhiều đâu. Khi nào có job á thì mình mới bay để quay, hoặc là mình cần lắm á thì mình mới lấy ra để mà quay. Chứ còn lại mình thích dùng những con như vậy, những con drone bay trên trời để chụp hình là chủ yếu. Tại vì cơ bản xuất phát điểm của mình là một photographer. Nghe chữ photographer nó có xứng tầm không ta? Không, bỏ đi. Thì xuất phát điểm của mình là một thợ chụp ảnh. Cho nên nó thật ra mình vẫn thích đi chụp hơn rất là nhiều so với việc quay phim. Sau này thì quay phim mình chỉ có tiến hóa hơn một chút để thành quay phim thôi. Thì mình thích dùng con drone này để mà đi chụp thật. Tại vì khi mà bạn cầm máy nhiều quá, bạn nhìn dưới đất không á, bỗng dưng cái một ngày đẹp trời bạn có thêm một con mắt trên trời nữa, thì ok, quá là được luôn mà. Như cái tấm hình mình mới post trên Facebook đây ha. Con Mavic 2 Pro này á, chụp cái file ra được cả hai định dạng, đó là RAW lẫn JPEG. Thì file JPEG thường mình sẽ không dùng, mình chỉ dùng file RAW thôi. Tại vì file RAW con này chụp ra chỉnh sửa nó không có gọi là quá xuất sắc hay là quá ấn tượng. Nhưng mà với mình thì nó ok, đầy đủ data, đầy đủ dữ liệu, crop vô ví dụ như 100%, 200% nhìn nó vẫn ổn. Và cái độ rộng của con lens vẫn đủ để mình chụp những tấm landscape mà mình mong muốn. File đổ ra kéo màu thì cũng khá là mượt mà, ok. Thì mình khuyên chân thành với các bạn là như thế này: đừng nghĩ mua flycam hay mua drone dùng chỉ để quay thôi. Các bạn hãy thử một ngày đẹp trời các bạn đi thuê một con drone, hay là các bạn mua đứt một con drone nào đó như Mavic Mini, Mavic SE hả, hoặc là Mavic 3 Cine, hoặc thậm chí Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro như mình đây, để chụp hình. Các bạn sẽ thấy một cái góc nhìn hoàn toàn mới, cũng như là biết đâu được các bạn tìm ra một cái cảm hứng sáng tạo nào đó trong cái công việc nhiếp ảnh của các bạn chẳng hạn đi ha. Thì với mình, drone hay flycam không đơn thuần là chỉ dùng để quay không, mà còn dùng để chụp nữa. Hết. Thì cảm ơn các bạn đã xem đến hết video, và video ở đây cũng là hết rồi. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể like, share hoặc là subscribe cho kênh YouTube của mình. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp gì cho kênh, cũng như là có vấn đề thắc mắc các bạn cần mình giải đáp, thì cứ việc comment bên dưới phần bình luận, mình luôn đọc hết. Nhớ kỹ nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok, xong. Giờ anh em mình về, nhưng mà Hiếu bữa nay thấy đi quay flycam thấy sao Hiếu? Thì em thấy cũng bình thường thôi, chẳng sao hết. Có người yêu này nhưng mà vui.
Công nhận mày fly cao rất là vui. Mà mày fly cao với anh Trắng thì sao? Sợ mất 35 triệu. Mà như thôi. Bay fly cam vui nhưng mà mất 35 triệu thì không vui lắm. Thế dễ mà em, đồ ở nhà nhiều đất nhiều đồ, tôi đi làm với anh Trắng. Thầy à, cái này để mà em hỏi mẹ thử coi mẹ còn miếng đất nào không, em bán em có gì em đền lại cho anh Trắng. Thì như các bạn thấy, tôi thấy bay fly cam cũng thường, không gì phức tạp hết á. Có thằng em tôi nó áp lực quá. Mà thôi không sao, từ từ tôi chuyện nó sao. Thì những cái shot mà mình đưa lên video ngày hôm nay á, sẽ là có cái mình bay, có cái Hiếu bay. Hoặc là những tấm hình có cái mình chụp, có cái Hiếu chụp. Mà trên tinh thần là cơ bản là anh em học hỏi lẫn nhau, với lại giúp đỡ nhau thôi trong công việc ha, chứ không có ý gì hết.